bạn luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian. Bạn ước mỗi ngày có 34 giờ đồng hồ để bạn dành 10 tiếng cho việc ngủ nướng, dạo Face xem em gái của thằng bạn hàng xóm nhà dì ruột bên ngoại nhà bạn đang làm gì. Thực sự là Bill Gates, Donald Trump hay kẻ ăn xin ở ngoài đường, bạn và mình, tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Điều khác biệt cơ bản là mỗi người sử dụng 86.400 giây đó như thế nào. Mình nhận thấy ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta gọi là tiêu tiền và dành thời gian, như kiểu dành thời gian đi thăm ông bà ở xa ấy, có khi một năm vài lần bạn mới sắp xếp được. Còn tiếng Anh gọi là spend time và spend money, tức là tiêu tiền và tiêu thời gian. Thường thì chúng ta rất xè xẻ, cẩn thận trong việc tiêu tiền, nhưng quá cẩu thả trong việc tiêu thời gian. Nếu bạn thực hiện theo phương pháp quản lý thời gian dưới đây, cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa. Vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm thức dậy, bạn hãy làm to-do list, tức là ghi ra tất cả những việc mà bạn sẽ hoàn thành trong ngày, dựa theo yêu cầu của công việc, học tập, đặc biệt là dựa trên mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bản thân bạn. Sau đó, bạn hãy vẽ một bảng biểu như hình sau. Theo chiều dọc, bạn đánh vào cột thứ 2 là quan trọng, cột thứ 3 là không quan trọng. Theo chiều ngang, bạn đánh vào hàng thứ 2 là khẩn cấp, hàng thứ 3 là không khẩn cấp. Sau đó, bạn cho những điều bạn cần làm vào các ô tương ứng. Ví dụ, nếu dự án của bạn còn 2 ngày nữa là đến deadline, đến hạn phải hoàn thành, thì bạn phải hoàn thành mọi công đoạn, nếu không bạn sẽ bị đuổi việc. Việc này sẽ ở ô quan trọng và khẩn cấp. Ô quan trọng nhưng không khẩn cấp dành cho những việc có ích cho mục tiêu của bạn, nhưng bạn có nhiều thời gian để hoàn thành nó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là đạt 900 điểm TOEIC vào 10 tháng sau, thì việc tìm hiểu nơi đăng ký thi là một trong những việc quan trọng nhưng không quá khẩn cấp. Ô khẩn cấp nhưng không quan trọng. Ví dụ như bạn đang làm việc thì có khách đến chơi, có bạn rủ đi nhậu, có tin nhắn, có điện thoại, tệ hơn nữa là có notification từ Facebook. Những việc này sẽ ngốn rất nhiều thời gian quý giá của bạn. Còn ô vừa không quan trọng, vừa không khẩn cấp như đi lại dạo trên Facebook, gọi điện cho đứa bạn thân để hỏi nó đã xỉa răng xong chưa vì 15 phút trước nó buồn chuyện thì đang ăn cơm. Sau khi đã sắp xếp các công việc vào các ô, nếu như có nhiều hơn một đầu việc trong một ô thì bạn cần đánh số thứ tự quan trọng nhất là số 1. Bạn có thể xác định điều này bằng cách hỏi bản thân: nếu mình không làm điều này thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu hậu quả gây ra lớn hơn thì việc đó cần được giải quyết trước. Bạn cần quyết tâm hết sức để thực hiện first thing first, tức là việc quan trọng làm trước. Vì thường thì bạn sẽ có xu hướng làm những việc dễ trước, nhưng những việc dễ là những việc ít giá trị. Và khi làm xong những việc này, bạn chẳng còn thời gian hay năng lượng để giải quyết những việc quan trọng giá trị cao. Và cuối ngày bạn cảm thấy bực bội với bản thân mình vì cả ngày chẳng làm được gì nên hồn cả. Sau khi hoàn thành mỗi việc, bạn hãy gạch bỏ nó đi. Cuối ngày, nhìn thấy tất cả mọi việc đều đã được hoàn thành, bạn sẽ cảm giác mãn nguyện và tự hào về bản thân mình. Từ đó bạn làm việc và học tập ngày càng hiệu quả. Bạn sẽ giải quyết công việc nhanh hơn, tốt hơn, bạn sẽ được thăng tiến và bạn sẽ đạt được những mục tiêu của mình. Đầu mỗi tuần hãy làm to-do list cho tuần đó, đầu mỗi tháng bạn hãy làm to-do list cho tháng đó. Chắc hẳn bạn đã nghe câu đỉnh cao của sự sáng tạo và sự đơn giản. Phương pháp này tuy giản đơn nhưng sẽ đem đến kết quả cao đến mức giật cả mình. Và bạn không cần tin lời mình, hãy cứ thử thực hiện một tuần và kinh ngạc về kết quả được tạo ra. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay bởi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Thời gian của bạn có giới hạn, đừng lãng phí nữa. The best time is now. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu một việc là ngay bây giờ.